Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một chiếc nắp nắp chum của mọi người, được làm bằng gỗ mọi người nhé. Không biết là ở ngày xưa các bạn có hay dùng đến những cái chum dùng để đựng nước này, đựng để đựng lạc, đựng nông sản, hoặc là những cái chum muối dưa mọi người. Thì ở quê của mình thường sẽ có những cái chum như thế mọi người nhé, và nó sẽ được làm được đậy bằng những cái chiếc nắp mà được làm bằng gỗ như thế này, dùng để đậy lên. Và đây là một chiếc nắp mà làm mô hình mọi người nhé, mô phỏng lại cái chiếc nắp bằng đậy chum ngày xưa mọi người. Chất liệu của nó được làm bằng bằng gỗ mọi người nhé. Đây là chiếc nắp đậy chum này, được làm bằng gỗ rất là xinh mọi người. Phần ở dưới này thì sẽ là cái phần người úp xuống cái miệng của chum, và phần trên là cái phần các bạn cầm và nhấc lên cho nó thuận tiện nhé. Và ở mình thì có một đặc điểm nữa là ở vùng biển đó mọi người, thì sẽ có những cái chum để nuôi cá mọi người đấy. Và ở mình thì sẽ có những cái chum dùng để nuôi cá đấy. Thì khi nuôi cá thì ngoài cái những cái tấm lưới che để tránh những con ruồi con ấy, thì sau thì sẽ phải dùng đến những cái chiếc nắp chum này, dùng để đậy che cho cái phần chum để tránh trời mưa nó rơi vào phần cá mắm thì cá mình ấy. Đấy thì sẽ có những cái nắp chum được làm bằng gỗ như thế này, và người ta cầm cắt đi mỗi lần trời nắng và mỗi lần trời sắp mưa thì có thể đậy lại để bảo vệ cái chum cá của mình. Thì đấy là đây là những cái sản phẩm mà mình thấy là ngày xưa ở quê nhà mình vẫn là đang dùng. Và nó to cơ mọi người ạ. Và đây là một mô hình, một sản phẩm mô hình cho mọi người nhé. Để cô lại cái sản phẩm chiếc nắp chum được làm bằng gỗ rất là xinh. Thì sử dụng màu cam này để tô màu cho đánh bóng cho cái phần đấy của đánh bóng cho cái bức tranh này nhé. Sản phẩm này thì nó được làm từ gỗ này, và cũng được làm từ một bàn tay rất là khéo léo của một bạn ở trong văn phòng của mình, nên là sản phẩm này nó không có giá mọi người nhé. Nếu như mọi người mà nhà cũng có nắp chum, mọi người cũng có chum nhưng mà chưa có nắp, thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu này, dùng để làm cho chiếc chum nhà mình một chiếc nắp để đựng nha. Rất là xinh. Chút ít nước rửa bát, các bạn rửa đi thì nó sẽ được mới hơn. Phần lồi lên đây là phần dùng để cầm tay nhấc lên cho nó tiện mọi người nhé. Rất là ok các bạn ạ. Không bị xinh quá cũ hoặc không bị chơi một cái hoa lâu quá. Thì cái sản phẩm này thì các bạn chỉ cần bỏ là hoa thủy tiên ở trên shop. Màu sắc của nó là màu của vân gỗ mọi người này. Và sản phẩm này là sản phẩm rất là thân thiện với môi trường nhé. Vì là nó được làm bằng gỗ nên là nó rất là thân thiện với môi trường. Đó, các bạn đã xem hết video về bông hoa thủy tiên xinh đẹp này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và các bạn đừng quên subscribe và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Các bạn có thể tham khảo mẫu này dùng để nắp, để dùng để làm nắp chum cho nhà mình nhé. Rất là xinh, rất là tiện dùng. Đây là mặt dưới của nó mọi người này, đây là mặt trên của nó mọi người nhé. Cái phần lồi lên là cái phần dùng để tay cầm dễ nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo mẫu này của mình nha.
Và video của mình đến đây là kết thúc mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.